Dạ chồng nên mến chào đến cô chú anh chị nghe máy. Đó cái đó. Thì hôm qua anh có đặt số lợp ếch, cũng đặt vòng vòng địa điểm cũ không cô chú anh chị. Thì hôm qua anh đặt cái chiều muộn cho nên không có chia sẻ. Sáng cái nay giờ nên đi thăm. Hôm qua mưa cô chú anh chị, sáng ông giảng đã mưa hết hồn. Nên sợ đặt ở dưới mấy cái gảnh. Có. Có không? Có. Đặt sợ mấy cái dưới cái gảnh nó bị ngập nước. Sáng lên giờ vừa tới bến phà là được rồi. Mấy con? 3-4 con nhưng mà chắc ăn được 2 con. Vừa tới bến phà là ông mưa ầm ầm tới. Bà xã nè. Chào cả nhà. Dưới đâu mưa kìa. Thì đó đang mưa cánh dưới kìa. Cánh dưới này đỡ rồi. Thì ngày mới nên cũng không quên chúc cô chú anh chị có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Thì nên cũng vợ chồng nó cũng mời cô chú anh chị cùng vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái lợp ếch ha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Đây nên con cái nè. Xin nên không thấy động tĩnh gì. Mưa. Có được 2 con của chúng chị nè, mấy rảnh mưa nè, ngập nước chứ không gì chứ. Được 2 con thôi rồi, không có bự. Mưa tới. Đi, đi ra lại đằng kia mới có nữa. Này là ta trồng sầu đâu. Trồng sầu đâu để người ta lặn bẻ đọt người ta bán đó, cho nên nó cục gì không à, chứ ta không cho cao nè, ta ngắt đọt hết trơn, ngắt đọt ta bán lá sầu đâu. Mưa quá chừng à, hiện giờ còn đang mưa nè cô chú anh chị. Hồi mà mưa lớn nữa là chắc nên không có chia sẻ đến cô chú anh chị được ha. Sợ mưa lớn thôi, mưa nhỏ nhỏ thì nên chia sẻ được. Còn mưa lớn thì nên thua luôn. Lúa đây đỏ đủ hết trơn à, mới đây công trái me nè. Hôm bữa lúc nên đặt thì mới chỗ à. Giờ nay ta công trái me chứ à. Muốn đỏ đuôi à. Đó còn vô thêm 1-2 cữ nước nữa, 2 cữ nước nữa. Mưa tới rồi em ơi. Như đằng kia vậy. Này không có. Mấy đường mưa này như nên hôm qua nên đặt 5 cái á. Xích đắng. Đây không có. Đằng kia luôn. Đắng á. Ở dưới đó đó. Thấy không? Đó. Ừ. Mình bước xuống đây nè. Ây dụ. Đúng không? Đúng. Đó, có nhúc nhích đó. Có nhúc nhích. Có. Thì có. Nãy anh thấy nhúc nhích mà. Con lươn. Cua. Một con ếch bự. 2 con ếch. Được 2 con. 3 cái ha. 3 cái còn 2 cái nữa. 2 cái nên đặt xích đẳng. Đây hình con cái nữa nè. Đó, nên thấy cái miệng hôm có sình kìa. Miệng hôm có sình là có nó. Đó, hai bà con luôn của chú về, 4 con luôn. 3 con, 4 con gì vậy? Đây khu queo, khu quẳng hết trơn. Này cắt nước luôn rồi. Đi dài đắng đi. Chắc nước đâu mà chắc nước, cầm lợp nặng chắc nặng sình. Không có, em nói lúa kìa. Lúa chưa đâu, còn 1-2 cứ nước nữa.
bông. Bông bông chứ, còn xanh dần à. Phong cảnh đồng ruộng rất sáng, trời chuyển mịt mù sân cỏ hết trơn. Đằng này nên còn cái nữa dứt điểm. Là khu này nên đặt 5 cái à. Ngoài đây khúc này vô vò ếch nhóc nha. Khu nước hết à. Đó cái đặt đó đó. Có thấy con gì không? Có. Như có hay gì đó? Có nhiều nhiều. Ấy cả. Bữa hổm lúc mình đặt cái này dính mấy con bự bự không nè. Chi cua nữa. Được không? Anh được, xuống anh đi. Xuống rồi. Để em. Mình có miếng nước rửa. À, nó nhảy ba bọc văng xuống nè. Rồi. Hai con. Hai con. Hai bé. Nè. Ba bé. Ba con. Ba con lận. Không có nước rửa luôn. Rồi bỏ thí vô đi, rồi lại xuống dưới kia cửa nè. Sau cơn mưa trời cũng lại sáng rồi, cô chú anh chị cũng đã bớt mưa rồi, giờ nên lại khu rừng dừa. Khu rừng dừa lý tưởng của nên à. Mấy chỗ này thì nên đặt có ưa có ít bự á, bởi vì nên đặt hoài à. Cũng chạy không nhiều, chạy một cái một con hai con vậy đó. Kìa, con cua kìa, cua đưa cạn kìa, em đi ngang cua đưa cạn lên kìa. Bắt lắm. Cua càng kinh luôn. Trời, cua, cua hoàng đế đấy, à nó đâu bò lơi ngơ, lơi ngơ. À, cái lọc ếch này. Xem cua à? Xem cua vậy. Thấy gì luôn. Xong. Rồi, thua luôn. Đổi luôn. Không có con gì. Cái này nên đặt gì mà đây chứ quất. Con ếch nhỏ. Con ếch nhỏ không? Ừ. Vì sao chết vậy? Tại trong lúa còn nước, nước không? Trong lúa người ta mới bơm nước vô. Nước không à? Bởi vì nó không có, nó không ra ngoài. Nó tản lúa. Đây cũng có người đặt. Dấu lợp người đặt. Dấu lợp tròn. Cũng có người, cũng có người đặt chứ không phải là riêng mình nên đặt. Nhiều người đặt lắm. Lâu bên này nên con cái nè. Đây. Đây cái nè. Tôi thấy im gu luôn à. À có con ếch chà bả luôn nè, coi chính gì. Đỏ, đỏ, lụm gỡ, lại lụm dở, lụm dở. Thường cua bắt anh cầm hoài gì á. Cầm đi. Đặt không á, không có gì mình đặt trong rảnh có. Ồ, ếch bành kỳ luôn. Ồ, chà bá ếch. Nè, bỏ xe bỏ vô. Bỏ vô. Yeah. Thiệt hai câu phải không? Con bự nhỏ. Ừ. Thôi. Mày yeah. Tính kẹp vợ tao không mày? Qua nên đặt ở trong vườn dừa này có mấy cái. 4 cái, 5 cái gì đó. Để nhớ cái 1, 2, 2, 3, 3, 4 gì là tổng cộng 5 cái. 5 cái ở trong này. 5 cái nên thăm hết 2 cái rồi. 2 cái rồi, còn 3 cái nữa. 3 cái đầu có khoảng giữa này nên nhớ con cái nữa. Mà không nhớ cái rảnh nào. Vừa vừa lý tưởng luôn. Đó, con ếch nó nhảy. Ếch nó mới nhảy xuống đây nè.
mắc tiêu rồi cô chú anh kia. Ếch nó mới nhảy xuống, nhảy xuống mương. Tưởng đâu con ếch ở trong cái hộp. Ếch trên bờ nè, nó nhảy xuống mương á. Có ếch nhảy á cô chú anh kia. Ủa cái hộp đặt đâu ra? Nó đặt bên đây không hay bên đây? Để nên kiếm cái cô chú anh kia. Đây, cái hộp mình đặt ở đây mình đi kiếm. Không biết nữa, sẽ thấy con im gu. Ê, có. Có, đây, nó nằm một cục đây nè, hai ba con lận. Hai con. Hai con luôn. Hai ba con luôn. Ba con lận. Con ít nhí nữa. Ừ. Con ít nhí luôn là bốn. Không, mình đặt ha. Đặt ở trong mấy cái vườn mà hiệu quả. Vườn nhất là có mưa gì nè cô chú anh chị. Có mưa. Mưa ếch nó đi ăn mạnh ha. Nó ra. Mưa mát mình á, nó ra nó đi ăn mạnh ha. Có hổm vườn dừa. Đặt im mà gì mà nãy nên thấy con ếch nhảy nữa. Con ếch nhảy nữa. Giờ này mà nhảy. Nhảy xuống mương. Đây là cái nữa. Cái này sao anh thấy im gu à. Chứ thường là nên đặt cái này ưa có lắm. Đặt ngoài này nè. Có. Rồi. Không thấy giờ. Rồi lũng nguyên một lỗ chạy quậy kìa. Con đó. Gì nên không biết luôn. Gắn hay gì không biết. Hết mồi rồi nè. Rồi. Đúng ghê. Lỗ này như đâu phải bị chuột cắn. Nếu nông tròn là gắn rồi. Ừ. Gắn gì nông với gì ta? Tròn quay rồi cô chú chị. Bên kia lỗ. Ra nước á. Ừ. Nhiều khi có dấu cua kẹp mà. Cái gì? Nông ngay chân chỗ mấy cái dấu cua kẹp ha. Còn chỗ nào nữa? Hết rồi, còn đằng này một cái nữa hết rồi. Rồi uống ghê. Phong cảnh sau cơn mưa trời lại sáng. Bữa mình đặt ở đây được gắn bự nè. À. Lũng quậy lỗ chập bá gì lấy gì có ếch. Ếch vô nó cũng chui ra chứ. Mồi hết nè. Hết chân mồi luôn. Ở đây nên còn cái nè. Đâu? Đây nè. Đây. Thấy có nhúc nhích nước thì hơi. Mà không biết làm sao. Cúi. Đây. Một con. Hai con. Nên đặt đây hải không? Dạ, ăn đặt hết. Hai con nè cô chú anh chị. Lập lưới. Đặt chỗ bí hiểm không? Có không? Có chứ. Trời ơi, con ếch cho bả luôn. Ếch cho bả luôn hả? Nãy em nói ếch chạy gì? Con ếch nó chạy. Ếch bự không? Nhỏ nhỏ. Nhỏ hả? Bữa nay em đặt lại chỗ này đi. Ồ, con ếch bự luôn. Được sao không? Đặt lại thì phải được rồi. Đặt về điểm. Đâu vô hết được. Thấy ra cha. Ồ, con ếch nè. Ếch nè anh Nguyên ơi, anh Thành ơi, ếch hết sức ngớt rồi đó. Chập bá hình luôn. Đây chỗ nuôi cua rồi chú anh chị. Ê không xách vỏ vỏ. Vỏ vỏ hả? Đây có 4-5 cái vậy đó. Chính cầm nè, hai chồng mình cầm luôn đi. Khổ quải. Ra cầm. Nên đặt ở trong mấy cái mương nè. Không nhớ cho, không nhớ mương nào nè. Như khúc trong á. Trong không đi đường trong mà đi. Ở đây có một cái nè. Kìa. Đó kìa. Đâu? Kìa, bên kia kìa. Bên đây nè. Ừ. Bên kia kìa, bước qua, phóng qua bên đó đó. Thì là phóng mà người ta dòm nó bên kia, sao dòm hoài không thấy. Bên đây nè. Ừ. Trước mặt đó. Ơi, đặt
đặt ếch mà lấy đồ đè không muốn sập cái gập. Có không? Có mấy con nhỏ. Có không? Có ếch trọng trọng à. Không được bự ha. Hồi để chút hồi đi bên kia vô đi. Rồi anh còn mấy cái ha. Anh còn như hai cái ở trong trong vườn chuối đó đó. Mà để anh chút nên đi đi mép bên kia vô nên gom luôn. Giờ nên gom ở ngoài ha. Ở ngoài này. Cái này có lũng nữa nè. Có. Sẵn. Lũng lâu nhỏ. Nè anh này đậu xanh chứ không phải đậu ấy em. Ừ. Đậu xanh hay đậu quang? Đậu xanh. Phải không? Đậu xanh. Đậu xanh hả? Đậu xanh nó có lông. Nó có lông 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 đó. Ừ. Kìa đó một cái nữa kìa. Nè cầm. Thấy gì không? Thêm gù vậy. Có một con. Đồ ngớt cũng bự à. Con một hả? Ừ. Ồ. Ồ. Ếch chà bá luôn rồi chứ gì. Mà thường ếch ở ngoài. Thầy nói là thèm. Không muốn. Ếch cũng bự. Máng cái cần cổ lại luôn vậy. À, ba cái nè. Ếch cũng bành kia nè. Chỗ này nên còn đặt được hết trơn á. Con. Qua đám phải cào này một cái lấy một cái chứ đi. Đây hả? À. Đó. Thấy rồi. Đám phải môn. Anh biết không nên đặt ở trong này chứ không đặt ngoài mương nữa. Bữa đặt ngoài mương. Đã bơm nước. Rồi. Ở trong hay quá. Ở trong chứ quá luôn hả? Vì đám phải môn thì không có. Thiếu. Không có hết. Nhỏ nhỏ. Hay quá. Ba con lại. Ba con lại. Đám phải môn chí chí không? Vậy nên đi quanh đây. Vô vườn chuối. Chuối vườn vô. Đây. Đó một cái kìa. Cái này nên không biết sao đây. Khui hàng cái. Lúc nên đặt cái này cũng ưa dính ếch bật lắm nè. Khui. Cái hôm nó hở chứ gì. Rồi. Sao cái hôm nó hở lần này nè. Không có con gì. Hở hở nhầm nhòi vậy. Rồi, này chắc quớt rồi. Dính con cá lóc bóc. Chắc quớt rồi vậy. Để em xách tiếp. Ủa, ở đâu một cái nữa ta? Kìa bên kia bên cái kia kìa. Đây một cái nữa nè. Ủa, con dạc. Đó, trong đám ruộng cái nữa. Cho bà xã nó gom cái bên kia đi. Nên gom cái trong ruộng. Cái này. Ui, trời ơi. Hết là nên thấy cua rồi đó. Có không? Chứ quớt. Chứ quớt luôn hả? Ừ. Trong đó im quá im mà kỳ đó. Lũng quá. Ếch không biết có không. Chứ nên thấy cua là có. Rồi không có ếch rồi tôi trứng chê. Ồ, cái đám ruộng này ngon ghê. Còn có dũng nước. Cá nhóc luôn. Được con cá chê. Không có ếch. Chết mấy cái ủng ghê luôn. Đây ta trồng phê môn. Không có chú anh chị. Nè, ta trồng phê môn. Phê môn còn gọi là phê cao. Còn ngoài kia thì ta trồng lúa. Lúa chỉ có mấy miếng ở ngoài à. Còn ngoài kia thì đường mương nước rồi. Nói chung là lúa ít. Mà người ta làm gãy thì nhiều. Nè, nguyên đám phải cao chập ba luôn. Còn chính giữa trong đó là được có hai miếng trồng lúa. Lúa nhiều khi người ta bà con người ta trồng không có ăn á. Nên chuyển qua ta trồng gãy. Mà nên có đặt ở trong đám này mấy cái nè. Đây một cái nè. Đây một cái nè. Không biết có không.
Nãy mình mới mới thăm đằng kia. Con cá dính được con cá chê bự. Cái chê trắng bự luôn. Ồ, được một hai con gì đó cô chú anh chị. Có đợn không? Đặt ở chỗ ở đây là chủ yếu là nên bắt ếch trong vườn ra. Chứ nè, bắt ếch trong vườn nè, tại trong này có cái vườn, có cái bờ hầm nè. Có cái bờ hầm trong này nè. Ếch nhiều khi thì nó dựa ở trong bờ hầm. Nên đặt gì kiếm bắt ếch trong vườn ra. Đây ta có trồng hành lá nè. Ta sen hành lá ta trồng ngoài này. Còn trong thì ta trồng phải cao. Đây nên con cái nè. Mấy con đây, khui. Ồ, cái này gì mà chất quá của chú chị. Mồi còn y thinh luôn. Ây da, gọi gãy cây luôn. Không có con gì hết. Bữa nay tính ra chết cũng nhóc quá trời. Chết với bị con gì á của chú chị. Nó vô. Nó xeo lủng lỗ lưới luôn. Lủng lỗ lưới trồng giò. Nên như còn mấy cái nữa hết à. Khúc này với khúc trong hai ba cái gì nữa là hết bảy. Tí vô canh trồng mà xả nó đứng trước mỹ trống bà kiếm đường đi vô tiếp nè, cầm ở trong này gì nên có còn một hai cái nữa. Ở dưới mương á. Hết chưa bà xã nên gom cái dưới mương. Nên nhớ đâu đây coi nên có một cái nữa mà ta. Đây. Đây nên có một cái nữa nè. Không thấy nhúc nhích cục kịch gì dân của chúng kia. Không biết có không này. Bỏ mấy cái lợp nữa đi. Có không? Nhỏ không ạ? Vì đây không có ếch à. Đây ếch không có bự. Ếch cũng có nhưng mà ếch nó nhỏ nhiều. Ếch bự không ra. Cái này cũng được một hai con, hai ba con. Mà ếch nó nhỏ mà. Kệ cái nào nên bắt được thì nên bắt. Còn nhỏ quá thì nhỏ thì nên thả bớt. Giết nên đem về cái chỗ đem về nhà nên thả với sông nhóc luôn. Này hầu như không ăn được con nào luôn. Ba bốn con mà thả hết trơn luôn cứ chúng kia. Dưới đây này còn cái nữa nè. Đây ếch nó nhỏ mà vậy. Có ếch mà ếch nó nhỏ mà. Cầm không có hết. Sao tự nhiên nhổ cây luôn. Được con ếch một. Nước chảy được con một hai con mà cũng nhỏ rồi để nên đi ra của chúng kia rồi. Giờ hai chồng nên bắt ếch ra của chúng chị nè. Dính ngày nào cũng dính cua nhóc hết trơn của chúng kia. Con ếch nhỏ nên bắt nên thả. Chỗ này có ếch mà ếch nhỏ mà nhưng mà nó hơi cao này nè. Nó nhỏ gì không? Thả đi. Nè, này dính cá nè. Ba con nè. Nè, này cá nè. Đừng con cá chê bự nữa cô chú anh chị. Nè, cá chê bự nè. Cái chê trắng á, cá chê đậm á. Dính cái chê nhỏ với hai cái lóc bóc. Hai cái lóc dừa. Như đây đủ hai chồng lên ăn rồi đó. Dư sức luôn. Phục vụ. Muối chiên túi hai ba con trên kia dính êm dưới này chết không ra đưa ai con bự không đó ai có con bành kia luôn á nấm phải cao bắt luôn.
con dữ tàn. Có cá nè, có cá gì khô khô không? Này được có một con bự nè. Ừ. Này khúc đầu về khúc đầu dính im, khúc sau dính yếu xìu. Khúc sau dính không có dính nhiều. Khúc sau chết nhiều, dính cua. Bữa nào nên đặt ếch cũng cua nhóc hết chứ. Lợp này chạy nhại chạy cua. Cua chạy quá chừng chạy. Con nó hơi nhỏ nên thả. Nó chiên bột ăn cũng ngon lắm. Ừ. Con ếch chà bá. Ống gồng lên. Con ếch bằng cái. Ếch nó sức ngớt rồi. 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 Ếch nó chắc cả 400 gram quá. À. Nè, con ếch bằng cây luôn con chú chị. Con ếch nhỏ này. Ờ, con ếch hết sức ngớt. Này chắc có 400 gram hết rồi. Quá chừng. Ếch đó là dính ở đâu này vậy? Trong vườn dừa hay gì phải không? Gì quá. Trong vườn dừa hay đâu đó, không nhớ nữa. Nên cũng không nhớ nữa. Như đâu phải trong vườn dừa? Cua lắm nha. Vườn dừa được con bự. Ừ. Đặt được ếch bù bự gì đó. Cái còn thôi cũng chịu nữa. Cái mà còn bà lớn không là cũng nhiều ký lắm đó cô chú anh chị. Cái này nên chắc cũng được ít chứ không có nhiều. Rồi, để nên tiếp mà bắt tiếp bà xã lên ra cái ha. Chứ bắt bà cua rồi dồn lại mới được. Và hai chồng lên cũng bắt ấy xong rồi. Này là cá, đừng con cá chê bự nữa ha, cá lóc, cá chê, còn này là cua. Ngày nào cũng một đám cua chính là nên thả bớt cua nhỏ đó. Cua nhỏ nhỏ nên thả bớt nè, mấy con cua này là được nữa nè ha. Mà nãy giờ nên thả bớt nhiều lắm á, chứ thả ếch nhỏ, ếch này dính ếch nhỏ cũng nhóc luôn. Cua được, cua được hai bọc luôn, bọc đó với bọc này nè, bọc này cua nè, kìa còn cua kìa, đó được nhiều, ê mà... cua cằn kình kìa, ê, ê rồi, công kỹ bắt cua cằn kình, thả luôn, được nhiều ếch, này nên được, nè, kể đi chút xíu bắt nó, này nên được nhiều cua. Ồ này chắc cũng 3 ký ngoài vậy. Ừ, 3 ký. Này dính cũng được mà ếch nhỏ nhiều của chú anh chị. Ngày xả lên bắt cua cằn kình. Cua cằn to. À, được nhiêu nè. Thắt mấy cái sao ếch mấy còn cối không. Đó. Ủa, ngồi nguyên đống. Còn bạnh không? Đây nè. Con này bự nhất nè. Con này chắc là nghĩ cỡ 400 gram. Không đâu, nó cạnh cái mỏ. Bự gì mới đã. Rồi, thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha cô chú anh chị. Và hai chồng nên cũng phải về. Đủ siêu trái. À, nên cũng hẹn cô chú anh chị lại video sau ha. Rồi, nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.